Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ. Đêm 23 tháng 4, nhiệt độ vùng Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ ở mức từ 17 đến 18 độ. Tuy nhiên là theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 24, khối không khí lạnh đang suy yếu dần. Thời tiết Hà Giang và các tỉnh miền Bắc sẽ ấm dần lên, với nền nhiệt ở khoảng 17 đến 23 độ. Trời chủ yếu còn lạnh về đêm và sáng, ban ngày trời mát mẻ. Cơ quan khí tượng dự báo là khoảng đêm 24, khả năng sẽ có thêm đợt không khí lạnh cường độ yếu và gây mưa nhỏ cho miền Bắc. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên các khu vực trong tỉnh đêm có mưa và mưa rào, ngày có mưa nhỏ rải rác. Đêm 23 và ngày 24 tháng 4, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam, lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, áp tăng sau ổn định, độ ẩm ít thay đổi. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Khu vực này nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ, độ ẩm trung bình là 85%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây. Khu vực này nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình là 85%. Khu vực vùng núi thấp. Khu vực này nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình là 87%. Quý vị và các bạn thân mến, bảng nền nhiệt chi tiết các khu vực trong tỉnh và 8 vùng trên cả nước đã kết thúc bản tin thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.